quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, mở đầu trong hàng loạt chủ đề hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, trong chuyên mục Đối thoại mỗi ngày ngày hôm nay, Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm vừa qua qua những chia sẻ của ông Trần Anh Tuấn, quyền viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10, trong 5 năm qua, GDP bình quân 9,6% trên năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, nhất là chuyển dịch cơ cấu nội ngành, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 4 ngành công nghiệp trọng yếu phát triển nông nghiệp đô thị. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đóng góp thu ngân sách của thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng 12% trên năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 đô la Mỹ trên người. Vai trò vị trí của thành phố về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế thành phố trong nền kinh tế đất nước ngày càng tăng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014. Thưa ông, trước tiên thì ông có thể cập nhật cho các khán giả biết là những cái dấu ấn đặc biệt trong việc phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm vừa qua. Cái kinh tế của thành phố trong 5 năm qua có mức độ tăng trưởng khá là cao, tăng hơn cái tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước là trên 1,6 lần so với cả nước, làm cho cái cơ cấu của kinh tế của thành phố diễn dịch theo đúng hướng như là Đại hội Đảng bộ lần thứ 9 đề ra, là khu vực dịch vụ có cái mức độ tăng trưởng khá là cao, và cái cơ cấu chuyển dịch theo hướng là dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, trước hết là cái sự bứt phá trong cái phát triển kinh tế và cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng cái thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngành là điện tử, tin học. Thì cái ngành này, cái sự thu hút đầu tư nước ngoài vào thì tạo một cái bứt phá ban đầu cho cái sự chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế trong cái nội bộ của ngành công nghiệp. Tiếp theo nữa là chúng ta có nhiều cái chương trình mà chúng ta hỗ trợ phát triển cho các thành phần kinh tế, tạo điều môi trường kinh doanh rất là bình đẳng, đặc biệt là cái khu vực kinh tế ngoài nhà nước đã có những cái sự lớn mạnh. Vâng, thưa ông, trong những dấu ấn mà ông vừa chia sẻ thì tôi nhận thấy rằng ông có nhắc đến sự quan tâm của Đảng bộ thành phố. Vậy thì Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quan tâm đặc biệt như thế nào trong cái sự phát triển của thành phố ạ? Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tức là năm 2011, Đảng bộ thành phố đã có những cái nghị quyết cũng như là những cái chương trình hành động, đặc biệt là chúng ta thấy rằng chương trình hành động số 11 để thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 vào năm 2011. Trong đó là có cái chương trình mà hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố, một trong 6 cái chương trình đột phá của thành phố. Lãnh đạo thành phố mà ở đây là trực tiếp là Ủy ban Nhân dân thành phố đã có cái quyết định kế hoạch để triển khai cái chương trình hành động để hỗ trợ cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Ngoài ra thì có những nhiều cái chương trình phục vụ cho cái quá trình mà hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng chương trình kích cầu của thành phố cũng tạo ra những cái dấu ấn rất là đặc biệt. Các cái chương trình này được lãnh đạo thành phố, đảng bộ thành phố quan tâm và giám sát rất là kỹ. Tức là mỗi năm có những cái tổng kết đánh giá lại cái quá trình mà triển khai thực hiện các chương trình này như thế nào. Lãnh đạo thành phố cũng đã có nhiều cái giải pháp chỉ đạo rất là kịp thời, chấn chỉnh những cái hạn chế để đưa cái kinh tế thành phố chuyển dịch theo đúng hướng. Từ năm 2012 mức tăng là 9,2, 2013 9,3, 2014 thì 9,6, và 2015 dự kiến là cũng khoảng 9,8, trên 9,8, để đưa cái kinh tế thành phố lúc nào cũng năm sau cũng có một cái tốc độ tăng cao hơn năm trước, tốc độ cao hơn cả nước là khoảng trên 1,6 lần. Trong những thời gian tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng phát triển vào những lĩnh vực nào, những mũi nhọn nào thưa ông? Tập trung vào chín nhóm ngành dịch vụ mà cao cấp, đặc biệt là những cái lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, rồi phát triển khoa học công nghệ, rồi lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực y tế, giáo dục, triển mạnh nữa là cái thương mại của chúng ta.
Tại vì thành phố là cái trung tâm kinh tế, nhưng mà cái phần mà thương mại của thành phố đóng một cái vai trò rất là quan trọng, thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế nó ổn định và bền vững. Đối với cái khu vực dịch vụ thì những cái ngành mà dịch vụ cao cấp bây giờ chúng ta phải tập trung phát triển hơn, đặc biệt là những cái dịch vụ mà gọi là hậu cần, logistics, vận tải, kho bãi. Ví dụ chúng ta có những cái định hướng phát triển về cảng ở Nha Bè. Ngoài ra thì các cái dịch vụ mà đang phát huy, ví dụ như những dịch vụ tư vấn về thuế, kiểm toán, kế toán, kiểm toán trong cái nhiệm kỳ năm 2021-2025 thì chúng ta đang nghiên cứu và xây dựng những cái cơ chế chính sách mang tính là nền tảng để tạo một cái bước đột phá cho cái công nghiệp hỗ trợ. Thì năm nhiệm kỳ tiếp theo là 2025-2020 thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có cái hệ thống cơ chế chính sách tương đối hoàn chỉnh thì chúng ta tạo đà cho thúc đẩy cái công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là thúc đẩy khuyến khích những cái doanh nghiệp trong nước sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng những cái tiêu chuẩn quy chuẩn về chất lượng, về mẫu mã, về cái tính đa dạng, đáp ứng được cái đòi hỏi về những cái yêu cầu kỹ thuật của các công ty lớn, tạo cái bứt phá mạnh hơn trong cái phát triển kinh tế. Thì ông có thể chia sẻ thêm những mong muốn đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Cái mong muốn trong thời gian tới thì chúng ta tiếp tục phát huy những cái tính năng động sáng tạo đó và hành động một cách kịp thời, ứng phó một cách kịp thời đối với những cái sự biến động và cái sự tác động tiêu cực từ bên ngoài vào, để làm sao tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, sát cánh cùng doanh nghiệp để tạo cho cái doanh nghiệp thực hiện cái quá trình hoạt động kinh doanh một cách là thông thoáng nhất, một cách tốt nhất. Đặc biệt là cái vai trò của thành phố trong cái việc gắn kết, kết nối doanh nghiệp với cái những cái tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để làm sao họ tiếp cận được những cái nguồn lực đầu tư đổi mới khoa học công nghệ, đầu tư nguồn lực đào tạo con người, rồi có những cái gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước và những cái doanh nghiệp mà dẫn dắt, doanh nghiệp lớn của nước ngoài, để tạo một cái sự liên kết mạnh hơn trong cái quá trình mà chúng ta thấy là phát triển cái công nghiệp hỗ trợ đó, có một cái sự liên kết gắn kết để doanh nghiệp mình nhìn lại là mình nên cải tiến những cái gì, mình còn hạn chế những cái gì, cái khả năng cạnh tranh cái về sản phẩm, về chất lượng, về giá cả, về cái mẫu mã như thế nào để cải thiện, đẩy mạnh cái quá trình mà xuất khẩu, đưa cái kinh tế mà phát triển. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, ông Trần Anh Tuấn vừa khái quát sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm vừa qua, cũng như chia sẻ về những kỳ vọng về sự tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới. Và một loạt những chủ đề liên quan sẽ được tiếp nối trong những chương trình sau. Đến đây thì Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại.